Câu 8. Với độ tin cậy 95%, hãy ước lượng giá trị tối đa của phương sai của thời gian gia công chi tiết này. Phương sai của thời gian gia công chi tiết là sigma bình. Ước lượng giá trị tối đa của phương sai tức là tìm giá trị tối đa của sigma bình. Khoảng tin cậy tối đa của sigma bình có dạng: sigma bình thuộc khoảng từ 0 đến n 1 nhân s bình chia phi bình phương của 1 trừ alpha của n 1. Ta có 1 trừ alpha bằng 0,95, suy ra alpha bằng 0,05. Suy ra khi bình phương của 1 trừ alpha n 1 bằng khi bình phương của 0,95 của 99 bằng 77,93. Con số này đề bài sẽ cho, hoặc sẽ cho cách để chúng ta tìm được con số này. Suy ra, chúng ta thay số lên trên đây thì ta được kết quả sigma bình thuộc khoảng từ 0 đến 99, n là 100, n 1 là 99, nhân với 2,363 bình phương, 2,363 là s, chia cho 77,93. Vậy giá trị tối đa của sigma bình là 7,096. Vậy giá trị tối đa của phương sai là 7,096.